Anh Vinh ơi, em định làm một kênh YouTube mà anh chỉ em làm đi. Em tạo kênh rồi nhưng mà không biết đăng video. Trời ơi, mấy người dảo qua cái kênh của tôi được 25.000 người đăng ký rồi nè. Mấy người thấy tôi đẳng cấp chưa? Nếu hai người muốn học làm video thì đến tôi đây, tôi chỉ cho. Đầu tiên là phải chào mọi người trước cái đã mấy đó. Chào mọi người đi. Rồi bây giờ mới sáng giờ cái vấn đề chính. Trong video này mình sẽ tận tình hướng dẫn và tiết lộ hết tất cả những cái bí mật, những cái kinh nghiệm đúc kết trong 3 năm mình làm YouTube cho các bạn biết, để những bạn nào có nhu cầu muốn mở kênh. Anh làm vậy em chịu nè, nói ngắn gọn không có giống như mấy ông trên YouTube á, ông nói dài dòng khó hiểu lắm. Trong cái video 10 phút này nè, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách từ A tới Z để mở một kênh YouTube thành công luôn, gồm có 4 bước. Bước đầu tiên là bạn phải có cái điện thoại di động cái đã. Cái thứ hai, tạo tài khoản. Bước thứ ba, mỗi tuần bạn up ít nhất cũng phải 2 video, đó là cái sự tăng tương tác cơ bản nhất. Cái thứ tư cũng là cái cuối cùng là chất lượng video của các bạn. Bọn em là con nít làm sao có tiền mua điện thoại? Trời ơi, cưng không có tiền nhưng mà chắc vì những người khác người ta không có. Rồi con nít giờ nó giàu lắm các bạn. Nhiều khi đi ra ngoài đường thấy đứa em bé đâu có 3 tuổi mà cũng cầm cái iPad với cái điện thoại nó xài nữa đó. Đâu hỏi thử mấy đứa này ở đây coi. Đứa nào có điện thoại đâu móc ra coi chơi coi nè. Vậy mà giàu dữ vậy trời. Ai cũng có điện thoại cho mình, nó nói các bạn rồi, thời đại bây giờ tiên tiến lắm. Cái gì đây? Cái gì đây ca, này điện thoại gì vậy hả? Anh thằng ơi, cái điện thoại này mà sao quay phim được các bạn? Nếu bạn nào mà có xài điện thoại này thì từ bỏ ước mơ làm YouTube đi nha. Đúng rồi đó, này dùng để chọi gà chứ làm gì này, làm sao mà quay phim được? Dạ quay phim được. Điện thoại này em có xài rồi quay được nhưng mà tới up lên đi gan coi phim ma vậy đó. Đây. Đang hái củi. Đang củi. Ở đây cũng có rất là nhiều củi cho các bạn. Đây, rất là nhiều củi. Mình cũng có thể đốt nhiều lắm nha các bạn. Chất lượng hình ảnh rất là quan trọng nha mọi người. Giờ xem một cái kênh chất lượng video kém quá, mai mốt bọn em đâu có vào nữa đâu. Giờ bạn tưởng tượng bạn quay phim mà giờ bạn up lên chất lượng nó kém quá thì ai đâu coi. Các bạn muốn quay phim là phải cần điện thoại hoặc là máy quay, chất lượng phải cao. Bước thứ hai là tạo tài khoản. Tạo tài khoản Gmail, số đăng nhập vào YouTube. Mở cho mình một cái kênh, nhớ up hình ảnh avatar và cái tấm ảnh background cho nó thiệt là đẹp. Thằng này nè, kênh của nó không lấy hình nó mà lấy hình con chó làm ảnh đại diện. Trời ơi, chứ mấy tháng nay mở kênh mới được có 30.000 đăng ký à. Bước thứ ba là một tuần up 2 video, cái này không có gì phải nói nhiều. Và cái cuối cùng mình sẽ chuyên sâu vào, đó là chất lượng video. Phải làm như thế nào để cho ra một video chất lượng khiến mọi người người ta xem người ta thích để mà người ta đăng ký cho kênh của mình. Hay là giờ anh vô video của em coi thử đi, có nhiều video chất lượng lắm. Vậy hả? Mấy đứa có muốn vào kênh coi của Tiểu Phương coi hay không hả? Tiểu Phương Tony TV. Ồ đó, cái gương mặt avatar người ta phải để như thế này. Tiểu Phương đang được 58 người đăng ký nha các bạn. Bạn nào yêu thích Tiểu Phương các bạn cứ vào kênh của bạn ấy đăng ký ủng hộ cho bạn ấy có thêm động lực làm ra những video mới ha. Đây nhắn vô đây coi thử coi. Ôi, vẽ tranh nước, Tiểu Phương vẽ tranh nước, vô coi thử coi nha mấy đứa. Hello, xin chào. Hello, xin chào các bạn, channel của mình là Tiểu Phương TV. Hôm nay mình sẽ làm clip. Ủa, nó nói cái gì vậy ta? Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Tiểu Phương BD đây. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình đến với kênh của Tiểu Phương BD. Hello, xin chào các bạn, channel của mình là Tiểu Phương TV. Hôm nay mình sẽ làm clip, đó chính là vẽ bức tranh nước nha các bạn. Không phải nó ngọng mà là nó quá nhanh quá đớt, nghe không hiểu. Thông qua kênh của bạn Tiểu Phương Tony TV BD thì chúng ta rút ra được một bài học. Làm video các em không cần phải nói nhanh, hiểu không? Yeah. Nói vừa phải, nói chậm nhưng mà phát âm phải rõ, người ta nghe, người ta thích, người ta hiểu mình nói cái gì người ta mới vui được, đúng không cân? Dạ đúng. Anh vào kênh của con Đại Cô đi, kênh nó 20,000+ người đăng ký, ghê lắm. Kênh của em hơi bị hay đó. Chung kết giải ao làng A Đại Tony TV và Cà Heo. Mình sẽ review cái video này của kênh bằng A Đại, sau đó sẽ đưa ra nhận xét để những bạn nào xem video này các bạn có thể rút được kinh nghiệm. Mai mốt mình quay video cho nó hấp dẫn hơn. Làm gì đó, nó chạy xe hoài vậy trời. Trời Phật ơi, nó vẫn còn chạy xe. Nó chạy xe, vẫn còn chạy xe. Rồi, video này tổng cộng có 3 phút 58 giây mà bạn A Đại chạy xe đã hết hơn 2 phút rồi. Em thấy clip này nên đổi thành là A Đại gánh gõ chạy khắp làng đúng hơn á. Dạ em xem lại em làm video giả thiệt. Cho nên mình lấy kênh của những bạn nhỏ này đây để làm ví dụ điển hình để các bạn chỉnh sửa những cái lỗi sai của mình thường gặp ha. Và các bạn nên để ý là trong video những cái việc hành động như chạy xe của cưng hồi nãy đó,
chỉ là nên làm khoảng 3 giây hoặc 4 giây thôi, hiểu không? Chứ không có làm cái gì mà nó quá lâu. Em coi nhiều kênh, xé có gói mì mà làm đến 20-30 phút á. Thánh thần Phật ơi, mình coi cũng thấy vậy luôn bạn, nhiều kênh nha bạn ơi, xé con gói mì ăn à. Nè, mình xé bột nêm là các bạn đó, mình đổ bột nêm vô nghe các bạn, mình chế nước sôi vô nghe các bạn, ăn con gói mì các bạn 20 phút. Em ghé mấy cái kênh lay nhay lắm, em coi là em tua không à, còn mấy mối em không có coi nữa. Thử hỏi chứ giờ mấy bạn học sinh ở đây thì người ta đi học về tối người ta mới rảnh, người ta chia ra một ít thời gian người ta vào người ta coi video của mình, mà giờ video mình nó cứ lay nhay như vậy thì mấy mốt mấy đứa cưng ở đây còn ai coi nữa không hả? Đó các bạn thấy chưa, làm video phải nhanh gọn xúc tích. Trừ cái video này ra, video này là video mình hướng dẫn các bạn làm YouTube, cho nên nói hơi nhiều một chút. Còn ngoài ra tất cả những video trước của mình các bạn cũng thể coi, các bạn thấy rồi, mỗi hành động chỉ diễn ra 2 tới 3 giây thôi chứ không có dây dưa nó nhiều. Kìa anh kìa. Yeah, hay quá anh Vinh ơi. Em đi du hành. Yeah. Chọn nào? Chọn Ngọc á. Tôi đứng cho nó chọn luôn nè, thằng da đen này nó chọn gì kì à. Ném cho đen. Giờ thì em dở quá các bạn ơi. Hai thằng đứng hai bên, anh ném ngay giữa. Mày hay quá ha. Còn nữa, nghe đây, khi chúng ta quay phim nhớ cầm điện thoại thì phải cầm cho chắc tay, đừng có để rung quá, khán giả người ta coi người ta khó chịu biết không? Tại lúc đó nó quay gì nè anh Vinh, em coi mà muốn chóng mặt luôn á. Quay chờ quay quay. Đã quay phim mà tay nó rung y gan giật kinh phong luôn á. Để cho một cái video chất lượng, ngoài những yếu tố mình vừa kể ra, nó còn thêm những cái ý tưởng nữa. Ví dụ như vậy, âm thanh chất lượng phải đầy đủ ánh sáng, đặc biệt là phải hài, hành động là phải nhanh gọn lẹ, ảnh thu nhỏ phải đẹp. Ừ. Trong video phải có tính giáo dục. Video lúc nào cũng phải là chú trọng cái tính giáo dục nha các bạn, chứ không phải là mình làm mà những cái hành động gì đó có thể gây nguy hiểm rồi sau đó con nít nó thấy vậy nó bắt chước theo. Đâu nó bắt chước theo nó làm ra là rất là nguy hiểm nha mọi người. Ngày hôm qua em coi tin báo có mấy youtuber á, đổ trứng lên đầu mẹ, đổ tương ớt lên đầu em trai, rồi thậm chí á, còn đổ nước mắm lên đầu cha nữa. Tại vì có mấy youtuber á, chơi pháo na chi làm chi, vài ngày sau lên báo có mấy em nhỏ làm theo, mình mãi phỏng hết đi vô bệnh viện luôn. Khi làm video này chúng ta phải nghĩ trước nghĩ sau, không vì một ít đồng tiền mình cầm trước mắt ở đây mà đằng sau đó mình lại vô tình gây ảnh hưởng tới sức khỏe hay là sinh mạng của người khác nha các bạn. Tiếp theo đó, cái cuối cùng này là các bạn phải chịu đựng. Khi mà mình làm cái nghề này rồi thì bên cạnh nó rất là nhiều người, người ta nói xấu mình. Hôm bữa em đọc comment đó, tim mình ai cũng bị chửi hết á. Trời ơi, người ta comment thì nói làm cái gì. Ở dưới xóm có bà kia bán cháo, bà nói xấu anh hoài kìa. À, bà bán cháo hả? Mẹ chầu bà còn chửi huống chi anh. Muốn leo lên cái chỗ mà không ai ngồi được, mình đồng thời phải gánh được cái áp lực đó thôi. Đó, và xung quanh mấy bạn thấy không? Từ ở trên mạng chửi dài tới thậm chí ở trong xóm này ghen ăn tức ở với tôi mà còn phải nói xấu tôi nữa. Tôi nói các bạn, mình bất cứ ai vậy, làm việc gì đừng bao giờ chấp dứt với tiểu nhân. Biết tiểu nhân là gì không, đứa nào biết? Dạ, em biết. Khi cuộc sống của họ không bằng người khác thì họ sẽ tìm cách nói xấu người đó. Tiểu nhân là từ dùng để chỉ những người có nhân cách thấp kém. Kẻ tiểu nhân thường tìm cách lấy lòng tất cả nhưng lại ngấm ngầm chia cắt tình bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí gây ra những tranh cãi và mâu thuẫn. Kiểu người này rất mồm mép, có thể đổi trắng thay đen, có thể khiến mọi người nhầm lẫn mà lan truyền đi những thông tin sai sự thật. Chốt lại, bọn tiểu nhân á, nếu mà họ nhìn thấy người nghèo thì họ khinh, họ thấy người giàu hơn á, thì họ ghét, bêu xấu, gây ảnh hưởng tới danh dự người đó. Em biết rồi, mai mốt em tạo kênh ai chửi em kệ luôn, chứ hơn thua với mấy bọn tiểu nhân nó làm cái gì. Thì thông qua cái video này khoảng 10 phút các bạn đã biết được 4 yếu tố để trở thành YouTuber triệu view đó. Còn việc còn lại là các bạn có đủ năng lực hay không và ý chí mình có đủ hay không để mình tiến hành làm thôi. Thì có em nào ở đây nhắc lại cho anh biết 4 yếu tố là gì không hả? Đầu tiên các bạn phải có điện thoại quay phim chất lượng tốt. Rồi đúng rồi. Tiếp theo các bạn cần phải có một cái tài khoản trên YouTube rồi để hình đại diện. Đúng rồi, phải anh đại diện của ai? Dạ của mình. Đúng rồi, người ta mới phải biết mình chứ. Phải hài hước các bạn. Ừ, chất lượng video phải mang tính giáo dục nữa. Một tuần các bạn ít nhất đây phải ra 2 video nha các bạn. Ừ, để tăng sự tương tác với khán giả. Rồi, kết thúc video tại đây thôi và hẹn gặp các bạn những video sau. Nhớ là khi chúng ta làm cái nghề này, bất cứ bọn tiểu nhân nào họ chửi mình hay bất cứ ai bêu xấu mình, đừng có quan tâm. Bởi vì họ thua mình, họ mới ghen ăn tức ở với mình các bạn ạ. À. Bye bye bạn nha. Bye bye.